핫팬서 스튜디오. Hôm nay các bé hãy cùng chị lắng nghe câu chuyện về sự tích củ hành nhé. Ngày xưa, có hai vợ chồng tiều phu sống trong một căn lều nhỏ ở bìa rừng. Người chồng hằng ngày vào rừng đốn củi, người vợ ở nhà trồng rau để bán. Một ngày nọ, người chồng vào rừng đốn củi thì thấy có một chú chim bị thương nằm trên đường. Chàng liền xé chiếc khăn của mình để băng bó cho chim. Chim nhỏ khỏe lại liền và cất tiếng nói: "Cảm ơn chàng trai tốt bụng, tôi sẽ tặng cho chàng một lọ nước thần để tạ ơn." Chàng trai vô cùng ngạc nhiên và đem lọ thuốc trở về nhà cất vào chiếc áo rồi đi đốn củi tiếp. Người vợ ở nhà lấy đồ đi tắm thì vô tình thấy lọ nước lạ, mở ra thì thấy thơm ngát. Nàng tưởng là chồng mua dầu thơm tặng mình nên thích lắm. Nàng bôi thử một ít lên tay thì bỗng bàn tay trắng thon, lạ kỳ. Nghĩ bụng, nước này thần kỳ quá nên nàng pha hết lọ nước vào chậu để tắm. Quả nhiên, tắm xong, nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, tới nỗi nàng không còn nhận ra chính mình nữa. Người chồng đi đốn củi về thì vô cùng ngạc nhiên vì có cô gái xinh đẹp ở đâu lại sống trong nhà của mình. Chàng bèn hỏi: "Cô là ai? Sao lại sống trong nhà của tôi?" "Em là vợ của chàng đây, chàng không nhận ra em sao?" "Vợ tôi tuy không xinh đẹp như cô, nhưng tôi chỉ yêu vợ tôi thôi, cô đừng lừa tôi." "Chàng hãy nghe em nói, chính là nhờ lọ thuốc thần kỳ mà chàng mua cho em đó." Người chồng hết hồn, vội vàng vào kiểm tra lọ nước thần thì lọ nước đã biến mất. Chàng mới nhận ra chính nó đã làm cho vợ chàng trở nên xinh đẹp. "Ôi, là nàng thật sao?" "Là em đây chàng. Chàng không giận em vì đã dùng hết lọ nước thần kỳ chứ?" "Không không, sao ta lại giận nàng chứ? Vợ ta đẹp quá, thật tuyệt vời." Tiếng đồn về cô vợ xinh đẹp tuyệt trần của chàng tiều phu lọt tới tai tên vua háo sắc. "Quân bay đâu? Mau đi bắt cô gái xinh đẹp đó về cho ta." Quân lính truy tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của vợ chồng tiều phu. Mặc cho người chồng van xin, khóc lóc, chúng bắt người vợ rồi trở về kinh thành. Từ ngày bị bắt vào cung, người vợ nhớ chồng, không buồn nói nửa lời. Tên vua háo sắc ra lệnh: "Hễ ai làm cho nàng cười nói được, hắn sẽ ban thưởng một hòm vàng bạc, châu báu." Phần người chồng bị mất vợ nên chàng buồn lắm, không biết làm cách nào để cứu được vợ mình. Bỗng buổi sáng nọ, chàng ra vườn và vô cùng ngạc nhiên, chỗ vợ chàng tắm hôm trước, những cây hành bỗng to lớn kỳ lạ. Chắc hẳn là lọ nước thần đã làm những cây hành này khổng lồ như vậy. Chàng nhổ những cây hành, gánh lên kinh thành để bán và cũng để tìm vợ luôn. Vừa đi chàng vừa rao: "Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với." Vừa nghe thấy tiếng rao của chồng, người vợ bật cười. Vua thấy thế bèn cho gọi người bán hành vào để mua vui cho người đẹp. Tên vua háo sắc nghĩ giờ hắn sẽ chính là người làm cho nàng cười, nên bắt anh bán hành đổi đồ cho hắn để hắn rao hành cho người đẹp. Người chồng mới mặc bộ đồ của vua vào, liền nhanh trí sai quân lính lôi tên bán hành đi, nhốt vào nhà giam. "Quân đâu? Hãy nhốt tên bán hành này vào nhà giam cho ta." "Ta mới chính là vua, các ngươi sao lại bắt ta? Ta là vua đây." Mặc cho tên vua kêu la, chẳng ai tin hắn cả. Từ đó, anh tiều phu trở thành vua và sống với vợ hạnh phúc mãi mãi. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé vào những câu chuyện kế tiếp nhé.